Thời gian thấm thoát qua đi, mới đó mà đã 10 năm kể từ ngày công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh được thành lập. Suy ngẫm lại những gì công ty làm được trong 10 năm qua, Thạc sĩ Lê Anh Xuân, người sáng lập công ty và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ở đây, có quyền tự hào về những kết quả nghiên cứu sáng tạo, sản xuất ra được những sản phẩm công nghệ mới, mang lại hiệu quả cao cho người nuôi tôm trong tình hình dịch bệnh và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Đây sẽ là điểm tựa vững chắc để công ty Trúc Anh phát triển và hội nhập, đưa sản phẩm của công ty ra thị trường thế giới. Ngày 1 tháng 11 năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh đã long trọng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, đánh dấu một chặng đường xây dựng và phát triển. Đến dự và chia vui với công ty có tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, ông Trương Minh Chiến, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ, các sở ban ngành tỉnh Bạc Liêu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, một số viện trường đại học và gần 600 bà con nuôi tôm các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau. Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và đông đảo bà con nuôi tôm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã nói lên sự quan tâm, động viên, sự sẻ chia của đảng và nhà nước, của cộng đồng đối với từng bước đi trong quá trình phát triển của công ty. Năm 2004, công ty Trúc Anh được thành lập theo giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu cấp. Công ty chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm vi sinh, tư vấn chuyển giao quy trình nuôi tôm sạch và chế biến xuất khẩu thủy sản. Năm 2013, công ty là một trong ba đơn vị đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Những ngày đầu khởi nghiệp, công ty đã gặp muôn vàn khó khăn, thử thách. Công ty thuê 7.600 m2 đất ở ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu để nuôi tôm công nghiệp. Không có vốn, chưa có đối tác làm ăn, chỉ có lòng nhiệt tình và sự đam mê nghiên cứu khoa học. Giám đốc Lê Anh Xuân, người sáng lập công ty, lòng tin và ý chí quyết tâm đã làm nên thành công. Ngay vụ đầu tiên, công ty lãi ròng gần 400 triệu đồng, đủ trả toàn bộ tiền thuê đất theo hợp đồng 5 năm. Bên cạnh thành công về mặt kinh tế, công ty còn đúc rút ra được kinh nghiệm là ở vùng đất mà nguồn nước đang ô nhiễm thì phải nuôi tôm với mô hình khép kín. Nước trong ao của vụ trước cũng có thể được tận dụng để nuôi tiếp vụ sau. Vì hệ thống thủy nông trong vùng chưa được đầu tư hoàn chỉnh nên bơm nước không chất lượng vào ao tôm dễ bị lây bệnh. Và để nguồn nước trong ao không bị ô nhiễm, công ty đã áp dụng quy trình nuôi tôm hoàn toàn bằng các chế phẩm vi sinh do chính công ty nghiên cứu sản xuất, kết hợp với việc xử lý nước, môi trường, đáy ao theo định kỳ. Đến nay, sau một thời gian dài nghiên cứu, khảo nghiệm, công ty Trúc Anh đã xây dựng thành công quy trình nuôi tôm sạch không sử dụng hóa chất và một dây chuyền hiện đại sản xuất các sản phẩm sinh học phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Quy trình nuôi tôm sạch đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, đón nhận của người nuôi tôm trong và ngoài tỉnh. Với đội ngũ kỹ sư lành nghề cùng dây chuyền sản xuất vi sinh hiện đại, công ty đã chủ động chọn được những chủng giống có hoạt chất enzyme, tính kháng khuẩn cao mà không phải nhập giống từ nước ngoài, cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài do chất lượng tốt, giá thành rẻ. Quy trình nuôi tôm sạch và các chế phẩm sinh học do công ty Trúc Anh nghiên cứu sản xuất đã được các nhà khoa học đánh giá cao. Những sản phẩm do công ty sản xuất được người nuôi tôm trong cả nước tin dùng, đặc biệt sản phẩm khoa học công nghệ Tapong Pro là sản phẩm vi sinh duy nhất trên thị trường hiện nay trị được các bệnh trên tôm như đống rong, đống khói đèn, đen mang, kéo đàn, rong mé, nên đã giúp cho không ít hộ nuôi tôm từ cảnh sắp mất trắng dương lên có lãi. Điều đáng chú ý là sản phẩm của công ty được nghiên cứu phù hợp với đặc điểm các vùng miền. Thương hiệu Trúc Anh được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng bảo hộ, được kiểm nghiệm chất lượng trên hệ thống ao nuôi 15 hectare tại công ty, với mô hình nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh. Hiện tại, công ty đã xây dựng được hàng chục đại lý khắp các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền Trung. Doanh thu mỗi năm đạt hàng chục tỷ đồng.
Bên cạnh hệ thống dây chuyền sản xuất các sản phẩm vi sinh phục vụ nuôi trồng thủy sản, công ty Trúc Anh còn xây dựng trại giống tôm đạt tiêu chuẩn chất lượng, hợp tác với các trại giống có uy tín khác nhằm sản xuất thuần dưỡng, ươm tạo, chọn ra những con giống khỏe mạnh, đạt chất lượng, tốc độ sinh trưởng cao. Với chất lượng con giống cao đã giúp cho người nuôi trồng thủy sản hạn chế được rủi ro tới mức thấp nhất. Mới đây, sau chuyến tham quan mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tại Mỹ, công ty Trúc Anh đã nghiên cứu đưa vào sử dụng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao tại công ty. Công nghệ nuôi mới không gây hại môi trường và được ví như một nhà máy sản xuất tôm, hứa hẹn đem lại sản lượng 200 tấn một hecta một năm. Không chỉ phát triển kinh tế, công ty Trúc Anh còn có những đóng góp thiết thực cho xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 60 lao động, với mức thu nhập từ 4 đến 8 triệu đồng một tháng, tùy theo trình độ năng lực của từng người. Phần lớn nhân viên ở đây là kỹ sư vừa trực tiếp nuôi tôm, vừa phụ trách kinh doanh ở các đại lý, đồng thời thường xuyên tư vấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm miễn phí cho người nuôi tôm. Các lao động làm việc tại công ty được mua đầy đủ các loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn và thất nghiệp. Công ty có chia đoàn thanh niên, công đoàn để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Kinh doanh làm ăn có hiệu quả, công ty Trúc Anh luôn hướng tới cộng đồng. Một trong những hình thức giúp đỡ người dân nghèo có hiệu quả, xóa đói giảm nghèo bền vững là công ty đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đầu tư 500 triệu đồng bằng sản phẩm vi sinh để Hội Nông dân tỉnh chuyển đến tất cả các ấp phổ biến và áp dụng nuôi tôm theo mô hình an toàn sinh học, giúp cho bà con nông dân vừa nâng cao năng suất tôm nuôi, vừa phát triển đời sống người dân, góp phần bảo đảm cho an sinh xã hội. Từ chương trình này, nhiều nông dân nuôi tôm trong tỉnh có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm đã thoát nghèo bền vững. Ngoài giúp đỡ về con giống, các sản phẩm vi sinh, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, công ty còn tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội tại các địa phương ven biển đồng bằng sông Cửu Long, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho những hộ gia đình nông dân khó khăn vượt lên chính mình để có cuộc sống tốt đẹp, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Và trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, công ty Trúc Anh đã ủng hộ Quỹ An sinh xã hội cho tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang với số tiền 550 triệu đồng, tặng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh Bạc Liêu, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh đạt được trong 10 năm thành lập và phát triển, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ban ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan ban ngành cấp tỉnh đã trao cho công ty Trúc Anh và cá nhân giám đốc Lê Anh Xuân nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý. Tiêu biểu như cúp vàng của Bộ Khoa học Công nghệ, cúp vàng của Bộ Thủy sản Việt Nam về sản phẩm chất lượng cao, giải thưởng về sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giải thưởng lương định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giải thưởng chất lượng quốc gia và quốc tế của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thứ nhất là xin trân trọng cảm ơn trong 10 năm phát triển của công ty, tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc cùng tất cả các đoàn thể, đặc biệt là hệ thống đại lý khách hàng đã tin tưởng, đã hỗ trợ công ty, thì mong rằng trong một thời gian tới tất cả các quý vị cũng đồng lòng với chúng anh để ủng hộ thêm nữa.
Vâng, một lần nữa tôi xin cảm ơn và tiếp thu cái ý kiến chỉ đạo của ủy ban thì công ty sẽ trong thời gian tới sẽ liên kết với các vụ viện, trường, đại học lớn, những nhà khoa học thích làm thực tiễn để cùng với công ty tạo ra những cái sản phẩm mà lâu nay cái sản phẩm khoa học gắn liền với thực tiễn nó đang còn là một cái cầu nối hơi xa. Thì công ty sẽ tiếp thu cái ý kiến này để làm sao tạo ra được một cái sản phẩm mới có hàm lượng khoa học, có hàm lượng công nghệ cao, có tính thực tiễn để phục vụ lại đặc biệt cho bà con nuôi tôm trên cả nước. Và trong tương lai chúng tôi cũng đã và đang liên kết với các nhà khoa học Mỹ để tạo ra những sản phẩm mà có chất lượng đạt tiêu chuẩn trên thế giới. Tự hào sau 10 năm thành lập, vượt qua bao khó khăn thử thách, công ty Đức Anh đã khẳng định vị thế của mình trên con đường phát triển. Từ một kỹ sư mới ra trường với hai bàn tay trắng, Thạc sĩ Lê Anh Xuân đã xây dựng nên công ty Trúc Anh có tầm cỡ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Có được thành công ấy, ngoài sự nỗ lực của bản thân và của tập thể nhân viên công ty, còn là sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các bộ ngành trung ương, nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung ương Hội nghề cá Việt Nam. Đặc biệt là bà con nông dân tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long đã luôn đồng hành với công ty xây dựng nên thương hiệu Trúc Anh giá trị một niềm tin. Sự tin tưởng của khách hàng cũng là trách nhiệm đòi hỏi công ty phải luôn phấn đấu vươn lên xây dựng công ty ngày càng vững mạnh để sản phẩm và thương hiệu Trúc Anh không chỉ ở thị trường Việt Nam mà sẽ vươn ra thị trường thế giới.